đây là mình bụi đống mịt mùng, lóc đen hay lá ba ha. Quá giờ đây hồi vệ sinh ra review chi tiết cho anh em coi cho nè. Mà cái này anh em mình dân chơi thì coi trên bụi luôn. À, nhìn nói chung là nhìn ra quá trời cái đầu bò đẹp. Đầu bò tuyệt phẩm thiệt anh em ơi. À, dân chơi cần vệ sinh nồi nè ha. Nhìn phát biết ngay. Quá bụi. À, có nhiều ông lại có nhiều anh ra đây bán xe nói chuyện mắc cười lắm. Xe mà dùng ở đây anh em biết rồi, nước biển mặn mà ốc tán sắc đen sắc đỏ hết, bạc sơn thì nổ bông hết trơn, cứ luôn mồm nói phải tại xe tôi dơ nó vậy đó, rửa ra mới chắc. Mình cũng cười cười nói trong bụng nhớ xin lỗi với anh nha. Tôi nhìn thấy được trái tim của xe anh luôn á, chứ đừng nói mà ba cái bụi với dơ cho anh chạy anh đắp sình vô luôn á. Ở đây người ta dòm ra cái chắc xe á, xe là đã đậu phát là tao biết là làm cái gì, dọn cái gì là hết nhiêu tiền trong đó, cần phải làm cái gì, ốc tán qua nó rửa ra không thôi chứ xét đen xét đỏ sâu nữa, bạc sơn nổ chân là rửa nó bóng ra không, rửa có sơn ra không, thấy không? Nhìn cái cơ bản kỹ thuật của cách cơ bản là nhìn là biết ra cái xe nó ra thế nào rồi. Còn mà dân chơi thì người ta dân mà biết đâu nói vậy, ta biết người nào coi xe của mình mà mình bán người nào mà câu mấy câu nói đó mấy anh này thì dân giả nói nhau nghe này nữa còn được chút, ngồi quán cà phê nữa lầy đường nữa, quá trời đầu bò đó. Nhiều thôi, nhiều ra đủ rồi, đủ lúa rồi, thấy không? Chứ nói với mà anh em lái anh em cửa hàng của tụi tôi là mấy câu nói là chỉ là làm cho anh em tôi là thắc cười thêm thôi. Cái xe như chó cạp vậy đó, đổ thừa dơ không rửa đâu lên xe được đâu anh em. Cái xe của anh em mà rửa lên là nó như thế nào, nó như cái chắc xe này đó, mình rửa mình vô dầu thì kêu đổ lên đúng không, tại vì anh em biết đâu cái vàng sơn này nó còn đẹp, cục máy đẹp nè anh em, nãy giờ máy đâu đó, rồi ốc tán nè nó cho dơ cỡ nào dơ, giờ mình thấy được cái nước gam nó còn, mình rửa nó ra thế nào á. Còn mấy cái này là rửa không nổi nè, cái này thua nè. Cái này do tác động nhiều quá nè, những cái chỗ ốc những con này là hao mòn nhiều nhất ha, trong quá trình sử dụng nó sơn nó dùng đó rồi tăng nhích, rồi chưa đến kể là mở ra thay vỏ thay ruột bể cại giá từ lưu hộp dưa, thành ra nó bị tác động nhiều là nó cũ nhiều, hao mòn nhiều thôi, giống như trong công việc vậy đó. Hồi đó phép làm nhà nước phải biết thằng nào mà mang trọng trách mang nhiều việc thằng đó bị chửi nhiều quá. Hồi đó mà phép làm cũng thuộc về lĩnh vực thủy sản thôi, năm nào mà hồi xã mà không có nhận mô hình thì rất là nhẹ đầu thôi đó, năm nào mà nhận hai mô hình một cái đi rồi anh thêm đấy bị chửi tắt bếp luôn đó, công việc nhiều thằng nào là làm nhiều là bị chửi nhiều, hay còn năm nào mà không có mô hình khỏe lắm cứ tình tan uống trà xơi nước rồi là tới lương lãnh lương thôi, còn nhận mô hình rồi ôi rồi chạy xúc quần rồi bị ship chửi à, vậy thôi anh em cứ liên tưởng vậy thôi. Còn xe mà đầu bò anh nói với anh em nó xét nhẹt cái dân ốc tán gì nó bị giờ mà nước mặn nó oxy quá đó nó, rồi ba cái gam nó đóng ba cái đất mà nước biển thì biết rồi nó đang khui rửa kiểu gì cho nó ra được, phải không? Cuộc sống cũng gít nha. Có nhiều anh em comment những câu thừa thải lắm,
Chấn hôm mình quay cái xe nào qua người ta cuộc sau cuộc của chợ một đó thì coi thì quay thì thấy vậy thôi, còn comment chống like cặp cục đó. nói cho đã cái mồm không à, chứ sướng cái miệng đã người ta quay cái video, người ta quay vậy rồi là biết rồi, thôi cần gì nói, thấy không, nó rõ ràng gì phải, người ta quay người ta né gì né khúc trên né, người ta không có quay cho anh em, quay từng chia ly à, nhưng mà mình thấy cái phục phu chợ một thì nó cũng giá trị à, gắn vào chiếc anh tha thì đi nó cũng ngon thôi à, thành ra là mình không thèm nói trên video thể hiện dành ganh đó, cũng bình luận cho nói chơi, nói cho sướng cái mồm. Những cái câu bình luận nào mà nó mang tính chất mà tiêu cực á, em xem xét lại chứ. Em lúc nào luôn lúc nào cũng đọc bình luận, lúc nào cũng tim cho anh em, lúc nào cũng like bình luận cho anh em chứ. Đó, gọi ông nào bình luận mà tiêu cực á, mình xem xét lại. Mình chấm vô cái phần à, cái màn hình đại diện đó. Rồi là những cái bình luận tổng cắt clip trước ha, cắt bình luận là thể hiện hết trong đó. Nó từ cái clip cũ ha. Ông nào mà bình luận một cách mà tiêu cực là anh nói với anh em là nguyên một dòng không có gì hay ho hết ăn, còn những anh em mà ok quá rút, người ta thần thái, người ta ra phong cách, người ta rất là hòa nhã vui vẻ à, nói lời hay đẹp cho nhau là nguyên, anh chấm những hình ông đó là nguyên một dòng bình luận. YouTube nó có chính sách cho người sáng tạo chân anh em đó. Thôi thì coi như là ví dụ như là mấy ông mà nói ba lông coi như là không có duyên đi thì chặn luôn cho rồi ha, chặn họ nhưng mà họ vẫn xem cái video của mình được chứ không phải không xem bình thường, nhưng mà có một cái là tránh cái bình luận tiêu cực cho cái kênh mình nó sạch sẽ ha, sạch sẽ đẹp đẽ, những cái thứ mà kia là tuyệt vời nhất đó, nó nằm ở trong đó chứ lôi thôi quá không được, cái nào nó cũng có quy định quy cơ chế riêng cho anh em, làm nhà nước thì cũng có quy định cơ chế của nhà nước, có cơ quan, có nội quy của cơ quan ha. Đó, rồi là xí nghiệp nhà máy nào cũng có cái nội quy chưa quy định, giống như kinh cấp, giống như cái hộ gia đình thôi đó, mỗi người mỗi nhà nó có cái quy định riêng của ta, nhà ví dụ nhà ta đi dép vào nhà thì anh em bây giờ mình nếu chú ý nhà ta bỏ dép ngoài mình phải bỏ theo, chứ nhà ta đang sạch bóng lưỡng vậy ta lau chùi cực khổ, chân chẳng sình bùng không cái mông đi dép dẫm banh nhà ta chứ, không nó có một cái nội quy của nhà người ta, gia đình ta, thì trong cái kênh YouTube mạng xã hội gì em sàng lọc hết, mình cần chất lượng chứ không phải cần số lượng nữa nè. Buổi sáng khi nói mấy lời này nó cũng không heo nha, nó cũng hơi tiêu cực xíu, nhưng mà em thì vậy đó, em thẳng thắn lắm, chứ em cũng muốn bày tỏ cái quan điểm của mình đó nè, quan điểm cá nhân của mình, ý của mình, để cho anh em hợp nhau, anh em hiểu nhau là thông cảm nhau, bắt đầu là bền vững lắm, bền vững mãi mãi, chứ không nói không gàn không gì hết trơn, ta biết ngứa đâu ta gãy, thấy không? Rồi ok anh em nào ủng hộ thì liên hệ nha anh em ơi, chúc anh em ngày mới tràn đầy năng lượng nha, bye bye.